Bài giảng ngày thứ năm. Ngày thứ năm đã trôi qua, quý vị còn 5 ngày nữa để tu tập. Nửa khóa học đã trôi qua, thời giờ nào đã qua đi thì không còn nữa. Thời gian còn lại mới là quan trọng. Người khôn ngoan luôn luôn biết tận dụng thời gian có trong tay. 5 ngày tới đây rất có giá trị đối với quý vị. Thoạt tiên, khi đến với một khóa thiền như thế này, một số thiền sinh có ít nhiều lầm lẫn. Bởi vì người ta luôn luôn có quan niệm về thiền là thiền phải như thế này, như thế nọ, phải có tụng niệm, hình dung, tưởng tượng, suy ngẫm, suy tưởng, vân vân. Nhưng ở đây lại không phải như thế. Lúc đầu chúng ta được yêu cầu phải quan sát hơi thở ra vào, rồi sau đó cảm nhận những cảm giác. Chúng ta đang làm gì vậy? Điều này có thể gây ra đôi chút nhầm lẫn. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, một phần nhờ quý vị lắng nghe pháp thoại buổi chiều, một phần nhờ các câu hỏi của quý vị được các thiền sư phụ tá giải đáp thỏa đáng, nhưng phần lớn nhờ vào sự thực tập của chính quý vị bắt đầu nhận ra rằng có nhiều điểm hợp lý trong phương pháp thiền này. Nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi sự đều sáng tỏ. Nhưng ít ra là vào khoảng ngày thứ năm, ta cảm thấy muốn tu tập phương pháp thiền này một cách công bằng. Dù mọi điều xem ra có vẻ mới lạ, quý vị chưa bao giờ nghe nói về loại thiền này, nhưng bây giờ thì quý vị quyết định rằng quý vị sẽ thử phương pháp thiền này một cách công bằng và tu tập đến nơi đến chốn. Kinh nghiệm cho thấy rằng sau 5 ngày hầu hết các thiền sinh đều bắt đầu tu tập rất nghiêm chỉnh. Tu tập nghiêm túc đúng như phương pháp thiền này đòi hỏi quý vị phải làm như vậy. Quý vị hiểu đúng đắn những điều quý vị thực hành và lý do tại sao phải thực hành như thế. Quan sát một vòng từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân không phải là một nghi lễ hay nghi thức tôn giáo. Và bây giờ, kể từ tối nay, quý vị sẽ quan sát cả hai chiều, từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu và ngược lại, cả hai chiều. Đây không phải là một thứ nghi thức hay nghi lễ, cũng không phải có ông Phật nào đó ngự trên tầng mây với một cuốn sổ có tên từng thiền sinh trong tay. À, thiền sinh này đã quan sát được mấy vòng rồi. Ông A bao nhiêu vòng, cô B bao nhiêu vòng, bà C bao nhiêu vòng. Càng nhiều vòng chừng nào, cổng thiên đàng sẽ mở ra càng lớn chừng ấy. Không phải như thế, không thể nào có chuyện như vậy được. Chẳng có ai mở cổng cho quý vị cả. Quý vị phải tự mở cổng cho chính mình. Quý vị phải tự gõ cửa, và cánh cửa sẽ mở ra cho quý vị. Hãy gõ cửa thiên đường nội tâm, cảnh giới phạm thiên nội tâm, chân lý niết bàn nội tâm. Mỗi người phải tự mình tu tập. Mục đích của việc di chuyển sự chú tâm từ đầu xuống chân và chân lên đầu là để phát triển khả năng ý thức của quý vị. Không những ý thức thực tại ở bề mặt của tâm, nơi quý vị có liên hệ đến từng giác quan, mà còn ý thức thực tại ở mức độ sâu thẳm hơn của tâm. Khi bắt đầu thực tập với cảm giác trên cơ thể, quý vị bắt đầu đi sâu vào những tầng lớp sâu thẳm hơn trong tâm. Cái gọi là tâm vô thức thực ra không bao giờ vô thức cả. Nó luôn luôn nhận biết được cảm giác trên cơ thể, và nó cứ tiếp tục phản ứng lại những cảm giác này. Nếu biết cảm giác ấy là dễ chịu, tâm phản ứng lại bằng sự bám víu, ham muốn. Nếu thấy cảm giác khó chịu, tâm phản ứng lại bằng sự ghét bỏ, giận dữ. Phản ứng này đã trở thành khuôn mẫu thói quen ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Tâm vô thức ấy mãi mãi là tù nhân của khuôn mẫu thói quen mù quáng này. Bất cứ những gì ta nhận thức được ở bề mặt của tâm đều không ảnh hưởng gì đến tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm cả. Ở mức độ lý trí thì ta hiểu rằng tôi không nên tạo ra điều bất thiện, bởi vì mỗi điều bất thiện đi ngược lại sự an lạc của riêng tôi, sự hòa hợp của riêng tôi chẳng tốt lành gì cả. Nhưng sự hiểu biết bằng lý trí này chẳng ảnh hưởng gì đến tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Có một sự ngăn cách rất lớn giữa hai tầng lớp này. Giờ đây, phương pháp thiền này giúp quý vị phá bỏ được sự ngăn cách ấy. Bất cứ cảm giác nào do tầng lớp sâu thẳm nhất cảm nhận được,
cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Cảm giác ấy bây giờ được toàn thể tâm quý vị cảm nhận. Toàn bộ tâm thức của quý vị bây giờ đã choàng tỉnh, thức dậy trước thực tại của cảm giác trên cơ thể. Bất cứ những gì bề mặt của tâm nhận ra rằng không nên phản ứng bằng sự tiêu cực, không nên phản ứng bằng sự tiêu cực, thì bây giờ cũng được tầng lớp sâu thẳm hơn của tâm nhận ra sự ngăn cách ấy đang bị phá vỡ. Ở Ấn Độ 25 thế kỷ trước, đã có vô số phương pháp thiền và có người đã thành Phật. Trước khi thành Phật, Ngài đã thử hầu hết các phương pháp thiền này. Phương pháp thiền nào cũng có phẩm chất tốt riêng, đem lại lợi ích. Nhưng Đức Phật thấy rằng, ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm, ta không thể nào tác động đến các cội rễ của sự bất tịnh này. Bứng nhổ chúng đi là chuyện rất khó. Ngài gọi đây là những Anusaya Klesha. Klesha có nghĩa là những bất tịnh. Klesha có nghĩa là khổ não. Anusaya có nghĩa là phiền não nằm yên dưới sâu, là bất tịnh ngủ ngầm. Chúng như những núi lửa đang ngủ yên. Khi gốc rễ của khổ não vẫn có đó, chúng tiếp tục tăng trưởng, tăng trưởng. Vì thế, núi lửa có thể nổ tung bất cứ lúc nào, và ta sẽ bị nó chế ngự, áp đảo. Ta không thể được giải thoát. Đức Phật nhận thấy rằng trừ phi nhổ được tận gốc rễ các bất tịnh này, Ngài không thể tự nhận mình là bậc đã được giải thoát. Ngài đã khám phá được rằng ta cần phải thực tập với cảm giác trên cơ thể. Quý vị đã bắt đầu bằng hơi thở ra vào, bởi vì hơi thở từ từ đưa quý vị tới sự ý thức về cảm giác của thân. Cảm giác trên thân vô cùng quan trọng. Khi quý vị tiến xa hơn trên con đường giải thoát, thì quý vị sẽ dần dần hiểu rõ hơn lý do tại sao cảm giác trên thân lại vô cùng quan trọng. Quý vị đang huấn luyện cho tầng lớp sâu thẳm của tâm không phản ứng mù quáng nữa. Sự thật là nó không phản ứng với đối tượng bên ngoài. Tầng lớp sâu thẳm hơn của tâm không phản ứng với những điều quý vị nghe, hay những điều quý vị thấy, những gì quý vị đã ngửi, hay những gì quý vị đã nếm, hay những gì xúc chạm tới làn da, hay những ý nghĩ của quý vị. Thật ra, tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm không ngừng tiếp xúc với cảm giác trên khắp cơ thể. Tất cả những đối tượng ở bên ngoài, khi tiếp xúc với các giác quan, đều tạo nên cảm giác. Bởi vì một phần của tâm đánh giá, tốt, xấu, nên loại cảm giác tương ứng với giá trị ấy bắt đầu nảy sinh trong người. Tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm chỉ cảm nhận được cảm giác của thân, cảm nghiệm cảm giác của thân và cứ tiếp tục phản ứng lại chúng suốt ngày suốt đêm. Làm sao để chúng ta có thể thay đổi được thói quen phản ứng này? Chúng ta tu tập chỉ để nhắm đến mục đích là thay đổi thói quen phản ứng mù quáng tại tầng lớp gốc rễ này của tâm. Sống ở đời này tất nhiên phải có khổ đau, điều này không ai chối cãi được. Nhưng làm sao thoát khỏi khổ đau? Làm sao để giải thoát khỏi tất cả các phiền não? Cuộc đời đầy rẫy khổ đau, thế gian này tràn đầy khổ đau. Mặc dù lý do có thể khác nhau, nhưng sự thật là ai ai cũng khổ. Điều quan trọng đầu tiên là chấp nhận sự thực này. Có khổ đau, và khổ đau ở khắp mọi nơi. Hơn nữa, nên tránh việc chỉ chấp nhận điều này ở mức độ lý trí, mà ta phải học cách quan sát khổ đau đúng như là khổ đau. Khi quý vị học cách quan sát khổ đau một cách khách quan, thì sự thật này trở thành sự thật thánh thiện. Sự thật thánh thiện thứ nhất, tức là bất cứ ai bắt đầu quan sát khổ đau đúng như bản chất của khổ đau, một cách khách quan, không phản ứng lại khổ đau ấy, thì không sớm thì muộn, người ấy sẽ trở thành một con người thánh thiện, một thánh nhân, một người giải thoát, một bậc giác ngộ. Đây là bước thứ nhất, chấp nhận sự thật của khổ đau và bắt đầu quan sát nó. Quan sát nhưng không phản ứng, chỉ quan sát thôi, chỉ quan sát mà thôi. Đây là điều quý vị đã bắt đầu thực tập. Hãy chấp nhận cái đau khổ của việc ngồi thiền một giờ của quý vị. Bằng cách này hay cách kia, quý vị chịu đựng được khoảng nửa giờ. Và sau đó, cái đau khổ thực sự bắt đầu hành hạ quý vị. Ồ, đau dữ dội, đau dữ dội. Rồi bằng cách nào đó mà quý vị chịu đựng thêm được 15 phút nữa, và rồi cả một cực hình bắt đầu. Thống khổ biết bao. Có người đến nói với tôi, Ngài Wenka,
Toàn thể phương pháp này hay lắm, phương pháp thiền rất tốt, tôi thích nó lắm. Và những bài giảng buổi tối tuyệt vời làm sao, tôi thích các bài giảng ấy lắm. Nhưng hãy bỏ giờ ngồi thiền này đi, tôi thấy nó điên rồ lắm. Xin Ngài bỏ nó đi, tất cả các thứ còn lại tuyệt diệu vô cùng. Tôi cũng muốn bỏ nó đi lắm chứ, nhưng làm như thế chẳng có ích lợi gì cả. Quý vị phải đối diện với nó, quý vị phải đương đầu với nó. Sau 45 phút, khi cái đau trở thành một cực hình, mỗi phút lâu như một giờ đã qua rồi, mà bây giờ một phút lại lâu như một giờ. Ủa, bây giờ hình như đã hết một giờ rồi mà. Tiếc thay, ta lại không thể mở mắt ra để nhìn đồng hồ. Tội nghiệp quá, chắc chắn là đã quá một giờ rồi. Chắc vị thiền sư phụ tá đã quên không ra hiệu lệnh. Bất thình lình, quý vị nghe lời tụng này. Anicca vatasangha. Chà, tuyệt diệu làm sao. Nghe êm ái quá. Lời tụng này nghe sao mà thích thế. Tuyệt diệu thế. Nhưng ta vẫn còn phải ngồi thêm 5 phút nữa. Quý vị không thể duỗi tay ra. Quý vị không thể mở mắt ra. Quý vị không thể duỗi chân ra. Nhưng bây giờ 5 phút không thành vấn đề nữa. Bây giờ vui sướng rồi. À, ta sẽ thoát khỏi ràng buộc này. Ta sẽ sớm thoát khỏi ràng buộc này. Lúc này mới thấm thía cái khổ đau của sự ràng buộc và cái hạnh phúc của sự giải thoát. Thế là quý vị đã chứng nghiệm được cả hai. Toàn thể con đường giải thoát này là làm thế nào để thoát khỏi khổ đau, thoát khỏi sự ràng buộc của khổ đau. Trong cuộc sống, nhiều khi ta bị đặt trong trường hợp phải đương đầu với khổ đau mà không làm gì được. Làm sao để đương đầu với nó đây? Nó có thể thuộc về thể xác, nó có thể thuộc về tinh thần. Làm sao để đương đầu với nó đây? Bây giờ quý vị đang học cách đương đầu đấy. Không những thế, quý vị còn đang luyện cho tâm mình giữ được sự quân bình. Khi mọi sự rất thoải mái, dễ chịu, không có gì đau đớn thì quý vị nói, tôi hiện giờ rất bình tâm, xem kìa tôi có phản ứng gì đâu. Nhưng khi cơn đau thực sự bắt đầu, thì cho dù quý vị có giữ được sự bình tâm đi nữa, thì cũng chỉ được một vài khoảnh khắc. Suốt thời gian sau đó, quý vị lại phản ứng. Nhưng những khoảnh khắc này mạnh mẽ, vững chắc lắm. Sự bình tâm này vững chắc lắm. Nó bắt đầu cắt đứt cội rễ khó khăn của quý vị. Cho dù quý vị chỉ có được vài khoảnh khắc trong suốt một giờ đó, những khoảnh khắc này sẽ trở thành vài giây, rồi sẽ trở thành vài phút. Có khi thiền sinh đến gặp tôi và nói, thưa ngài, bây giờ tôi lại thấy bắt đầu thưởng thức được cái đau của tôi. Phải, quý vị bắt đầu thưởng thức được cái đau của mình, bởi vì quý vị đã thôi không phản ứng lại cái đau nữa. Cái đau vẫn là cái đau thể xác, và quý vị đã gia tăng nó bằng cách biến nó thành cái đau tinh thần. Nếu phần khổ đau tinh thần mất đi và chỉ còn cái đau thể xác, thì quý vị chỉ việc quan sát nó chỉ còn một nửa. Rồi nó sẽ chỉ còn một phần tư, rồi nó sẽ bớt dần, bớt dần, bớt dần. Quý vị bắt đầu thoát khỏi nó. Quý vị phải học được cách làm sao để quan sát cái đau của mình. Bây giờ cái đau mãnh liệt đến nỗi nó bắt đầu khống chế quý vị. Sự khống chế này đã thành khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị. Khi quý vị chú tâm tới một khu vực nào đó, quý vị quan sát. Ví dụ quý vị có cái đau dữ dội ở một chỗ nào đó, quý vị xem xét nó như một bác sĩ đến xem và khám nghiệm. Vì bác sĩ ấy không bị đau, ông ta chỉ khám nghiệm. Cái đau mãnh liệt hơn ở chỗ này, chỗ nào đau ít hơn. Quý vị cũng khám nghiệm như thế. Đừng tự đồng hóa mình với cái đau. Đau là đau. Có đau thì đã sao nào. Bây giờ quý vị quan sát nó. Hãy để tôi tìm xem tâm điểm của cái đau nằm ở đâu. Ảnh hưởng của cái đau lan ra tới đâu. Ồ, ở đây bị ảnh hưởng nhiều hơn, đau nhiều hơn. Ở đây nó đau ít hơn, ít đau hơn, ít đau hơn. Ở đây không đau gì cả. Cứ thế quý vị chia cắt khu vực ra, mổ xẻ khu vực ra từng phần nhỏ. Vòng tới, quý vị lại quan sát nữa. Quý vị thấy rằng cùng với cái đau còn có cái gì khác, có thể là áp lực. Quý vị hãy bắt đầu chia cắt, mổ xẻ khu vực bị áp lực ra từng phần nhỏ. Đây là trung tâm của áp lực. Có nhiều áp lực ở đây hơn, chỗ kia ít áp lực hơn. Chỗ kia ít áp lực hơn. Bây giờ áp lực không còn nữa. Quý vị cứ thế chia cắt khu vực ra.
Quý vị có thể đạt tới giai đoạn mà quý vị thấy rằng cùng với cái đau còn có cái gì khác, còn có sức nóng, hay có thể là mạch tim đập. Quý vị sẽ tới giai đoạn mà quý vị thấy rằng cho dù có cơn đau dữ dội, vẫn có luồng rung động ngầm chạy khắp cơ thể. Một khi tới giai đoạn ấy, cái đau không còn là cái đau đối với quý vị nữa, cái đau không còn khống chế quý vị được nữa. Chớ mong đợi điều này sẽ đến với quý vị vào sáng mai, cần phải có thời gian, cần phải có thời gian. Nhưng hãy học cách quan sát. Trong phần lớn thời gian, quý vị sẽ phản ứng vì khuôn mẫu thói quen hay phản ứng của quý vị. Nhưng quý vị sẽ có vài khoảnh khắc mà quý vị không phản ứng. Trong những khoảnh khắc khi quý vị không phản ứng này, khổ đau trở thành sự thật thánh thiện. Sự thật thánh thiện thứ nhất, quý vị đang quan sát khổ đau một cách khách quan. Khi quý vị học cách quan sát khổ đau một cách khách quan, quý vị đi sâu dần vào mức độ thực nghiệm. Quý vị đang đi sâu dần vào sự thật thánh thiện thứ hai, nguyên nhân sâu xa của khổ đau. Ở bề mặt ai cũng nói, tôi khổ vì nguyên nhân bên ngoài. Người nào đó đã nói điều tôi không thích, tôi trở nên khổ sở. Người nào đó đã làm điều tôi không thích, tôi trở nên khổ sở. Hay điều tôi ao ước không xảy ra trong đời tôi, và tôi trở nên khổ sở. Tất cả là những nguyên nhân bên ngoài, đúng vậy, nhưng chỉ đúng ở bề ngoài, ở bề mặt. Không có sự hiểu biết về nguyên nhân thực sự bên trong, người ta tiếp tục dùng hết sức mình, hết năng lực để sửa đổi nguyên nhân ở bên ngoài. Điều này không thể được, ta không thể thay đổi người khác được. Quý vị có thể cố thay đổi người khác, cho dù người ấy có thay đổi đi nữa, nhưng đâu có gì bảo đảm là không còn người khác nữa xuất hiện và có hành vi chống đối quý vị. Điều đó tiếp tục xảy ra và lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong suốt cuộc đời, điều mong ước có thể xảy ra, điều không muốn có thể xảy ra, điều không muốn thường xảy ra nhiều hơn. Quý vị phải đối diện với tất cả các trường hợp đó. Quý vị phải đi sâu hơn và tìm hiểu nguyên nhân thực sự của khổ đau. Khổ đau không nằm ở bên ngoài, chỉ có các đối tượng của giác quan nằm ở bên ngoài. Khổ đau bắt đầu ở bên trong. Khi khổ đau bắt đầu ở bên trong, chắc chắn phải có nguyên nhân bên trong nào đó làm người ta đau khổ. Khi quý vị đi sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn, quý vị bắt đầu hiểu điều này. Không phải chỉ nhờ những bài giảng buổi tối này, không phải vì đã đọc kinh điển hay sách vở nào đó, hay vì quý vị dùng lý trí để suy luận thực tại. Tuyệt đối không phải. Với kinh nghiệm của chính mình, quý vị bắt đầu nhận ra rằng đây là nguyên nhân sâu xa của đau khổ của tôi, và quý vị bắt đầu quan sát nguồn gốc sâu xa ấy. Sự thật thánh thiện thứ hai là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân thực sự của khổ. Khi hai sự thật này được thực chứng, công việc giải thoát trở nên dễ dàng. Ví dụ, một người bị bệnh và bác sĩ đến, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của vị bác sĩ ấy là tìm hiểu căn bệnh. Người bác sĩ không định được bệnh sẽ không chữa được cho bệnh nhân. Cũng thế, điều quan trọng đầu tiên, căn bệnh ấy là gì? Và điều quan trọng thứ hai, nguyên nhân sâu xa của chứng bệnh này là gì? Không phải chỉ là triệu chứng. Nếu vị thầy thuốc chỉ đối phó với triệu chứng bên ngoài không thôi, người thầy thuốc này không bao giờ chữa hết bệnh. Người ta phải đi sâu vào tận bên trong. Nếu tìm ra được nguyên nhân thực sự của chứng bệnh, thì công việc điều trị trở nên dễ dàng. Quý vị tìm ra cách diệt trừ nguyên nhân. Một khi nguyên nhân bị diệt trừ, cơn bệnh bị tiêu diệt. Cũng vậy, nhờ vào phương pháp thiền này, quý vị quan sát nguyên nhân thực sự của khổ đau. Và nhờ vào kỹ thuật này, quý vị học cách làm sao tiêu diệt được nguyên nhân thực sự. Khi nguyên nhân thực sự bị tiêu diệt, thì sự thật thánh thiện thứ ba khởi lên. Bây giờ không còn đau khổ nữa. Dù những gì biểu hiện là toàn thể tiến trình quý vị đã làm thế nào để thâm nhập và bứng nhổ cội rễ nguồn gốc của khổ đau, và đã diệt bỏ khổ đau ấy ra sao, đó là sự thật thánh thiện thứ tư. Ta không thể hiểu được tất cả bốn sự thật thánh thiện này chỉ bằng lý trí. Dĩ nhiên người ta phải hiểu các sự thật ấy ở mức độ lý trí, nhưng tất cả các sự thật này phải được thực chứng ở mức độ thực nghiệm. Rồi chỉ nhờ đó, phương pháp thiền này mới bắt đầu giúp ích cho quý vị. Và đây là điều quý vị đã bắt đầu làm. Đi sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Bây giờ quý vị mới chỉ làm bước khởi đầu, có cái đau, có nỗi khổ,
Ồ, có đau vì tôi đã ngồi lâu như vậy. Từ từ quý vị sẽ hiểu rằng có đau vì quý vị đã biến cái đau thể xác này thành cái đau tinh thần. Nếu quý vị học cách làm sao chỉ quan sát cái đau ấy, cái đau sẽ giảm bớt. Khi quý vị tiếp tục quan sát, quý vị bắt đầu thoát khỏi cái đau ấy. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao có nhiều khổ đau xung quanh ta như thế? Khổ đau vì ham muốn càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Ham muốn, quý vị muốn điều gì xảy ra theo ước muốn của mình, nhưng điều đó không xảy ra. Quý vị muốn trừ bỏ những thứ mình không thích, điều đó cũng không xảy ra. Ham muốn, quý vị phát sinh quá nhiều ràng buộc vào thói quen ham muốn, ham muốn, ham muốn này. Sự kiện này càng trở nên rõ ràng hơn khi quý vị đi sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Cái định luật vận hành bên trong cũng vận hành ở bên ngoài. Cùng một thứ định luật, nó không có khác đi, có khổ đau, và điều này trở nên rõ ràng hơn. Hãy nhìn xem, cuộc sống bắt đầu bằng khổ đau. Chúng ta đi vào vùng khổ đau. Từ khi mở mắt chào đời, ta bước vào vùng khổ đau ấy. Chúng ta có mong ước nào đó. Chẳng bao lâu, mong ước này biến thành ham muốn, thành bám víu, và chúng ta trở nên rất vọng động. Một đứa trẻ khóc, tôi muốn sữa, tôi muốn nước uống. Nó khóc, chỉ biết khóc, vì khóc là cách duy nhất đứa trẻ biết làm. Từ đó trở đi, người ta lớn lên, lớn lên, lớn lên. Điều không mong muốn này xảy ra, điều không mong muốn kia xảy ra. Ước muốn này không đạt được, ước muốn kia không đạt được. Ngõ vào đời là dukkha. Theo ngôn ngữ thời ấy, người ta nói rằng Jati pidukha. sự mở mắt chào đời, cuộc đời, khởi thủy của cuộc sống là bước vào lãnh vực của dukkha. Khi lớn lên, lớn lên, lớn lên, người ta không mắc bệnh này thì cũng mắc bệnh khác. Khi người ta mắc phải một thứ bệnh, người ta cảm thấy rất khổ. Bệnh này tệ hại lắm. Tôi có thể chịu được bất cứ thứ bệnh nào khác, nhưng không chịu được bệnh này. Bởi vì quý vị không có bệnh nào khác đâu. Có bệnh nào là sướng đâu. Mỗi một thứ bệnh là một khổ đau. Khổ đau, khổ đau. Vyadhi pidukha, vyadhi pidukha. Người ta cứ bị hết bệnh này đến bệnh kia, hết bệnh này đến bệnh kia. Người ta cứ phải lớn lên, suy yếu đi, già đi, già đi. Tuổi già là một nỗi khổ lớn. Jara pidukha, jara pidukha. Một nỗi khổ lớn lao. Người đàn ông trăm tuổi, người đàn bà trăm tuổi đang khổ sở vì bệnh này hay bệnh kia, vì suy nhược này hay suy nhược kia, vì tuổi già, rất nhiều vấn đề. Họ cầu nguyện Thượng Đế Toàn Năng. Ôi, Thượng Đế Toàn Năng, xin cho chúng con được chết để chúng con thoát khỏi đau khổ này. Cái chết Ngài có không hiếm hoi gì. Xin cho chúng con được chết. Họ cầu nguyện và cầu nguyện. Ngày hôm sau, bác sĩ đến khám nghiệm cho họ. Này bà cụ, bây giờ tuổi đời của cụ đã hết. Có thể ngày mai cụ phải từ bỏ cõi đời này. Này ông cụ, ngày mai cụ phải từ bỏ cõi đời này. Cả bà cụ lẫn ông cụ đều khóc. Ồ không, không, bác sĩ. Tôi đã cầu nguyện sai. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Tôi phải gặp con trai tôi, cháu trai tôi, chắt chắt trai của tôi. Tôi phải làm việc này. Tôi phải làm việc kia. Bằng cách này hay cách kia, hãy cứu tôi không muốn chết. Cái chết là một nỗi khổ lớn lao, nỗi khổ lớn lao. Maranam pidukkham, maranam pidukkham. Còn gì nữa? Có một vị này, Ngài không dùng trò chơi trí thức. Ngài ngồi dưới gốc cây và đang thực chứng nội tâm. Tại sao khổ? Cái gì là nguyên nhân của khổ? Đi sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, sự thật trở nên rõ ràng. Ồ, bất cứ cái gì chúng ta mong muốn, nếu mong muốn đó không được thỏa mãn, chúng ta trở nên đau khổ. Ví dụ, quý vị đang ngồi thiền và quý vị mong muốn cơn đau hết đi. Cơn đau không hết đi, quý vị trở nên rất khổ. Quý vị muốn thật nhiều cảm giác thoải mái, ngất ngây tuyệt vời,
các cảm giác ấy không đến, và quý vị trở nên khổ. Bất kể cái gì quý vị mong mỏi mà không đạt được, quý vị trở nên khổ. Những người mình không ưa thích, những hoàn cảnh mình không thích, những điều trái ý mà quý vị cứ phải bị liên kết, bị trói buộc vào, những điều mong mỏi và những người quý vị ưa thích, những hoàn cảnh đúng ý quý vị lại phải chia lìa, phải xa rời. Đấy là nỗi khổ lớn lao, thật lớn lao. Ngài đã thấu hiểu những điều này sâu tận bên trong, rồi Ngài đi sâu hơn nữa, tới một giai đoạn vấn đề trở nên rất rõ ràng. Sankhetena pancha upadan khanda dukkha. Tóm lại, ở mức độ thâm sâu, khổ đau ấy là do sự ràng buộc vào năm tập hợp sau đây. Một tập hợp là tập hợp thân xác, các vi tử li ti. Toàn thể thân xác này được cấu tạo bằng các vi tử li ti, kalapa. Còn bốn tập hợp kia, các tập hợp thuộc về tâm, phần hay biết của tâm, phần nhận định của tâm, phần cảm nhận của tâm, phần phản ứng của tâm. Cả năm tập hợp đó hợp lại tạo thành cá thể này, cái tôi này, và nhiều ràng buộc ghê gớm vào cái tôi ấy. Upadan. Upadan. Là ràng buộc, bám víu. Tất cả năm tập hợp này là kết quả của sự ràng buộc, bám víu. Ta tiếp tục ràng buộc vào năm tập hợp này và cứ thế mà chìm đắm trong khổ đau, lăn lộn trong khổ đau. Sự thể dần dần trở nên rõ ràng hơn. Upadana này, ràng buộc, bám víu này. Có bốn sự ràng buộc căn bản. Một ràng buộc đến cái tôi này, cái tôi tưởng tượng mà không biết cái tôi này là gì. Một cái tôi tưởng tượng, những vi tử li ti này, mớ vi tử li ti này, có phải cái mới này là tôi? Nhưng người ta vẫn còn gọi cái mới này là tôi. Còn bốn tập hợp này, phần hay biết của tâm làm nhiệm vụ hay biết rồi diệt đi. Nó hay biết rồi diệt đi. Có phải đấy là tôi chăng? Phần nhận biết của tâm làm nhiệm vụ nhận định rồi diệt đi. Có phải đây là tôi? Phần cảm nhận của tâm cảm nhận rồi diệt đi. Có phải đấy là tôi chăng? Phần phản ứng của tâm phản ứng lại rồi diệt đi. Có phải đấy là tôi chăng? Hay cả năm gộp lại, có phải đấy là tôi chăng? Những cái tôi này vô cùng quan trọng, luôn luôn viết bằng chữ T hoa. Nếu bất cứ ai nói một lời động đến cái tôi này, người ta cảm thấy phát cáu lên, cảm thấy rất bực bội, mà không hiểu cái tôi này là gì. Một cái tôi tưởng tượng, một cái tôi được sáng tạo ra, nhưng có rất nhiều ràng buộc đến cái tôi ấy. Có ai làm điều gì chạm đến cái tôi này, người ta lại cảm thấy phát cáu lên, cảm thấy rất dao động, khổ sở vô cùng. Tôi, nhiều ràng buộc ghê gớm đến cái tôi này. Nó chẳng mang lại điều gì ngoài đau khổ, chẳng mang lại điều gì ngoài đau khổ. Rồi cái phạm vi, cái khu vực tôi này bắt đầu lan rộng. Cái mà quý vị gọi là của tôi đi vào khu vực này. Rồi quý vị bị ràng buộc vào cái của tôi này, của tôi, bị ràng buộc ghê gớm vào cái của tôi, cái của tôi, cái của tôi. Ô, cái đồng hồ đeo tay của tôi, cái đồng hồ đeo tay tuyệt vời của tôi, cái đồng hồ rất giá trị. Một trong những thiền sinh từ nước ngoài mang đến biếu tôi, cái đồng hồ đeo tay tuyệt diệu của tôi, cái đồng hồ rất giá trị. Một hôm, vì tôi vô ý, nó rơi xuống và bị vỡ. Tôi bắt đầu khóc lóc. Ô, chiếc đồng hồ giá trị này bây giờ bị bể rồi. Tôi không thể tìm ra được đồ phụ tùng trong nước để sửa. Làm sao tôi sửa được nó đây? Khóc lóc. Cũng cùng một kiểu đồng hồ ấy, cùng trị giá, trên cổ tay người bạn, rơi xuống và bị vỡ. Tôi không khóc. Tôi không hề khóc lóc gì cả. Mặt khác, tôi bắt đầu lên lớp. Bạn à, bạn nên cẩn thận mới phải. Trong nước không có loại đồng hồ này. Bạn không thể kiếm ra phụ tùng để sửa. Tôi không khóc. Tại sao? Cũng cùng chiếc đồng hồ, cùng kiểu, cùng giá trị như nhau. Nhưng tôi không khóc. Không ai khóc cho sự bể vỡ của cái đồng hồ giá trị cả. Chẳng có ai khóc cả. Người ta chỉ khóc cho sự bể vỡ của cái đồng hồ của tôi.
Đồng hồ của tôi bị vỡ. Đồng hồ của tôi bị vỡ. Cái của tôi này. Cái của tôi, một sự ràng buộc ghê gớm đến cái của tôi, cái của tôi. Cho dù cái của tôi này, cái gọi là cái của tôi, đáng giá vài đô la hay trị giá vài triệu đô, chẳng có ảnh hưởng đáng kể gì cả. Tuy nhiên, ràng buộc nhiều chừng nào, chắc chắn khổ đau sẽ đến nhiều chừng ấy. Ràng buộc càng sâu, khổ đau càng sâu. Ràng buộc càng mạnh, khổ đau càng nhiều. Đây là quy luật tự nhiên. Quý vị càng hành thiền, luật này càng trở nên rõ ràng hơn. Ràng buộc, bám víu chắc chắn mang lại khổ đau. Không gì khác ngoài khổ đau. Một chuyện xảy ra, hồi tôi mới từ Miến Điện về Ấn Độ khoảng 2-3 năm trước, dạo ấy không có trung tâm thiền nào cả. Do đó những người mong muốn phương pháp thiền này được truyền bá đến cho những người khổ đau thường tổ chức khóa học ở những nơi như giáo đường Hồi giáo, ngôi đền, nhà thờ. Những nơi như thế, có thể là trường học hay tương tự như thế. Có một khóa được tổ chức ở một làng xa xôi, tại một trung tâm hành hương của những người theo đạo Jain, ngôi đền đạo Jain. Họ hoàn lắm mới có một hay hai người từ làng đó đến tham dự. Hầu hết các thiền sinh đến từ các tỉnh lân cận. Có một bà rất già, rất nghèo đến khóc. Có người biếu bà vé xe lửa để bà đến tham dự khóa thiền. Trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày bà rất vui vẻ. Bà có tiến bộ. Thình lình vào ngày thứ 5 hay ngày thứ 6, bà biết rằng vào buổi sáng sớm có buổi tụng kinh trong chánh điện. Có những lời cầu an và chúc lành vân vân. Bà ấy hỏi, tôi có thể đến đấy được không? Tôi có thể tham dự được không? Trong chương trình không nói gì cả. Ban quản trị nói, được, bà có thể đến, nhưng bà phải ngồi thiền ở đó. Được, được, tôi sẽ ngồi thiền ở đó. Bà ấy tới và thiền. Cuối buổi tụng kinh, bà ta rất vui vẻ, tươi cười, tươi cười, tươi cười. Khi bà ta về nhà nghỉ, tới phòng ngủ của bà bật khóc thành tiếng, khóc tiếng lớn. Nhiều người chạy đến. Chuyện gì đã xảy ra? Có con bọ cạp nào mổ? Hay con rắn nào cắn bà ta không? Bà già này gặp chuyện gì rồi? Bà ta không trả lời, cứ tiếp tục khóc, khóc, khóc. Nức nở, nức nở, nức nở. Sau một lúc, bà nói, tôi có mang theo cái túi vải đến đây. Trong cái túi ấy có 20 đồng rupee, tiền Ấn. Theo thời giá lúc bấy giờ, 20 rupee trị giá chưa tới 1 đô la Mỹ. 20 rupee, tiền một đời dành dụm trong cái túi này, 20 rupee. Cách đây 60 năm khi lập gia đình, tôi có cái đồ nữ trang bằng bạc làm của hồi môn. Nữ trang ấy cũng nằm trong túi đó. Khi đến đây học có người cho tôi viên kẹo. Viên kẹo cũng có trong túi đó. Mỗi lần tôi thiền, tôi để cái túi dưới chân. Khi tôi ngủ, tôi để nó dưới gối. Sáng nay trước khi tới chánh điện, tôi đã để nó trong phòng tôi. Ai đó đã lấy mất rồi. Ôi, tôi bị ăn trộm rồi, tôi bị ăn trộm rồi. Tất cả của cải dành dụm được đã bị mất trộm hết rồi. Bà ta tiếp tục khóc. Người ta nói 20 đồng rupee tiền mặt và món nữ trang nhiều lắm cũng trị giá 20 rupee. Cứ cho là 40 hay 50 rupee. Bà cụ ơi, đừng khóc nữa. Chúng tôi sẽ biếu bà 50 rupee. Bà cứ tiếp tục hành thiền đi. Sự hành thiền của bà đang tiến triển tốt lắm. Bà ta tiếp tục khóc, tiếp tục khóc, tiếp tục khóc. Người ta nghĩ nên quyên tiền và đưa cho bà, cho rằng sau đó tiếng khóc sẽ ngưng. Họ bắt đầu quyên góp tiền. Thay vì 50 rupee, họ thu được 100. Họ rất vui vẻ. Bây giờ bà già này sẽ hết khóc. Họ đem biếu bà số tiền ấy. Bà ta ném tiền đi. Tôi có thể làm gì với số tiền này? Cái vòng nữ trang bằng bạc tôi có được nhờ của hồi môn. Ôi, lấy lại nó ở đâu bây giờ? Bây giờ nó đã mất rồi. Người ta tiếp tục tìm, nhưng không thấy món nữ trang này. Rồi chiều tối hôm ấy, có người thấy con khỉ trong lùm cây lấy kẹo trong túi ra ăn. Người ta đuổi theo con khỉ, lấy lại được cái túi, và đem trả lại nữ trang cho bà. Lúc đó bà ta mới thôi khóc. Ham muốn, cho dù món đồ trị giá 20 rupee hay đáng giá 20 triệu rupee chăng nữa, cũng chẳng có khác biệt gì. Ràng buộc nhiều chừng nào, ham muốn nhiều chừng nào, chắc chắn khổ đau nhiều chừng ấy. Chắc chắn khổ đau nhiều chừng ấy. Tôi, của tôi, của tôi. Cho dù quý vị có dùng những chữ này hay không, cũng chẳng có gì khác cả.
Cái chính là cái tôi của tôi và những ràng buộc của quý vị vào nó. Điều này mang lại đầy bất hạnh, đầy khổ đau. Tôi nhớ một câu chuyện khác. Một lần nữa, chuyện xảy ra ở một làng hẻo lánh tại vùng phía Bắc Ấn Độ. Một tu sĩ học rộng đến tham dự khóa thiền. Sau 5 hay 6 ngày, ông ta đến gặp tôi. Wenkaji, vào khoảng 12 giờ đến 1 giờ trưa, ông phỏng vấn các thiền sinh. Mỗi người chỉ có 10 phút thôi. Dạo ấy còn ít thiền sinh, tôi thường cho mỗi thiền sinh mỗi người 10 phút. 10 phút cho mỗi cư sĩ này, họ có câu hỏi gì? Ngay cả 10 phút là quá nhiều đối với họ. Tôi là tu sĩ, một người sống ẩn dật. Tôi có rất nhiều câu hỏi, xin vui lòng dành cho tôi nửa giờ. Tôi trả lời, thưa ngài, tôi biết ngài sẽ nói về triết lý này, triết lý nọ. Và tôi không quan tâm lắm đến những thứ đó. Tôi không thể dành nhiều thời giờ cho ngài. Ồ không, Wenkaji, trong 5 ngày tôi đã nhận thấy rằng tất cả câu chuyện bàn về triết học là vô dụng. Tôi sẽ chỉ nói về phần kỹ thuật. Về phần kỹ thuật, tại sao ông cần tới nửa giờ để thảo luận về phần kỹ thuật? Ồ, xin vui lòng cho tôi nửa giờ. Được, bằng mọi cách tôi sẽ ráng thu xếp. Hãy đến. Và ông ta đến. Khoảng 2, 3, 5 phút, ông ta nói về phần kỹ thuật. Thình lình ông ta thay đổi chủ đề, thay đổi đề tài. Wenkaji, ở thành phố lớn đó, thành phố lớn nơi ông ta đến, tu viện của ông. Tu viện của tôi. Tu viện luôn luôn thuộc về các tu sĩ, chứ không của cư sĩ. Tôi là cư sĩ, làm sao tôi có thể có tu viện được? Wenkaji, hãy ráng hiểu cho, tu viện của ông. Thưa ngài, tôi không thể nào có một tu viện được. Tôi là cư sĩ, và có bằng chứng hiển nhiên tôi là cư sĩ. Vợ tôi ngồi bên cạnh đây. Làm sao tôi có tu viện được? Ông ta tiếp tục nói, Wenkaji, tu viện của ông, tu viện của ông. Và sau đó ông ta nói, Wenkaji, trong tu viện của ông, con voi của ông. Con voi của tôi? Ông ta nói gì thế? Rồi đột nhiên có cái gì trở nên rõ ràng, dễ hiểu, lóe lên trong trí tôi. Đây là nước Ấn Độ. Ấn Độ, một xứ sở tuyệt vời, rộng lớn, có rất nhiều truyền thống. Có người có truyền thống, có niềm tin mãnh liệt là suốt đời họ, họ sẽ không bao giờ dùng đến những tiếng không trong sạch như chữ tôi, của tôi. Không dùng đến chúng. Bất cứ khi nào phải nói tôi, họ sẽ nói ông. Bất cứ khi nào họ phải nói của tôi, họ sẽ nói của ông. À, tôi hiểu ra rồi. Vâng, thưa ngài, tu viện của tôi, con voi của tôi. Xin tiếp tục nói, chuyện gì xảy ra? Đây là một tu sĩ, người đã từ bỏ mọi thứ trên đời. Ông ta đã xây một tu viện ngay giữa thành phố mà không có giấy phép của hội đồng thành phố hay của chính quyền địa phương. Họ đã nhận được lệnh phá bỏ tu viện ấy và không được phép giữ voi trong thành phố. Có lệnh mang con voi đi chỗ khác. Vị tu sĩ này nghe phong phanh đâu đó là ông thị trưởng thành phố ấy có lần đến Miến Điện và ở lại nhà tôi vài ngày. Như thế, Wenkaji, chỉ cần vài lời của ông, tu viện của ông sẽ được giữ nguyên vẹn, con voi của ông sẽ được giữ lại. Ông ta đã không dùng chữ tôi, ông ta đã không dùng chữ của tôi, nhưng ông ta có quá nhiều vướng mắc ràng buộc. Sự vướng mắc chắc chắn mang lại khổ đau, không gì ngoài khổ đau, khổ đau. Vướng mắc ràng buộc nhiều chừng nào, chắc chắn khổ đau sẽ nhiều chừng đó. Nếu tôi phát triển sự ràng buộc vào cái tôi này, và cái tôi này tồn tại mãi mãi, thì sẽ không có khổ đau nào cả. Hay nếu tôi phát triển sự ràng buộc đến cái của tôi này, và cái của tôi này tồn tại mãi mãi, thì sẽ không có khổ đau nào cả. Nhưng khổ nỗi là cái tôi này không tồn tại mãi mãi, cái của tôi này không tồn tại mãi mãi. Bất cứ cái gì tôi gọi là của tôi, của tôi, của tôi, nó diệt đi, và tôi bất lực, tôi không thể làm được gì cả. Cho dù cái của tôi có tồn tại đó, nhưng cái gọi là tôi diệt đi, và tôi bất lực, tôi không thể làm được gì hết. Cái chết, sự chia lìa chắc chắn sẽ đến, và mang lại rất nhiều khổ đau. Nếu còn ràng buộc, nếu còn bám víu, thì còn nhiều khổ đau. Người ta còn tạo ra một ràng buộc khác nữa. Sự ràng buộc chính yếu là cái tôi này sẽ biến thành cái của tôi. Và rồi, quan điểm của tôi, triết thuyết của tôi, giáo điều của tôi, tín ngưỡng của tôi, tôn giáo của tôi, truyền thống của tôi.
người ta phát triển sự ràng buộc ghê gớm đến quan điểm của mình mà không hiểu là mình đang đeo một cặp kính màu và bị ràng buộc vào màu sắc của cặp kính ấy. Nếu tôi đeo mắt kính màu đỏ, với tôi mọi thứ đều đỏ, đỏ, đỏ. Người khác mang kính màu xanh, với người ấy mọi thứ đều xanh, xanh, xanh. Chúng ta tiếp tục chống đối nhau. Tôi không thể thuyết phục ông ta là tất cả mọi thứ đều đỏ. Ông ta không thể thuyết phục tôi là tất cả mọi cái đều xanh. Chúng ta tiếp tục chống đối nhau, có thể đánh vỡ đầu nhau. Vì sự bảo thủ, cố chấp, chúng ta vẫn không thể thỏa hiệp được. Và sự cố chấp vào màu sắc, chúng ta không nhìn thấy đúng như thật. Cố chấp lớn lao mang lại đau khổ lớn lao. Rồi trong một số trường hợp, ta bị ràng buộc vào nghi lễ, nghi thức, lễ nghi, vân vân. Tôi đã nhìn thấy không phải ở Tây Phương, mà là ở Đông Phương. Người ta bị ràng buộc vào nghi lễ hàng ngày của họ, nghi thức hàng ngày của họ. Đến học Vipassana, họ nói, tại sao ông bỏ hết các nghi lễ này, các nghi thức này? Hãy cho tôi 15 phút, tôi hoàn tất nghi lễ của tôi rồi tôi sẽ đến ngồi thiền. Được trả lời là không, vì vậy họ trở nên rất bực tức. Dĩ nhiên, sau này họ bắt đầu nhận ra lý do tại sao chúng tôi không cho phép. Nhưng thoạt tiên, họ khổ đau vì sự ràng buộc. Bốn ràng buộc bám víu sâu xa này làm cho chúng ta đau khổ rất nhiều. Đau khổ rất nhiều. Đức Phật còn đi sâu hơn nữa. Nhưng rốt cuộc, tại sao có sự ràng buộc? Và vấn đề trở nên rõ ràng. Một ham muốn nảy sinh, ham muốn những gì quý vị mong muốn. Quý vị muốn sở hữu nó, quý vị muốn giữ nó lại. Quý vị phát sinh ra sự ràng buộc một cách mãnh liệt vào ham muốn này, và rồi lòng ham muốn mau chóng trở thành sự ràng buộc, bám víu. Hoặc giả, quý vị không muốn một điều gì đó, quý vị muốn dẹp bỏ nó, nhưng quý vị không thể dẹp nó được. Ồ, ham muốn ấy trở thành bám víu, trở thành ràng buộc, và khổ đau bắt đầu. Tại sao có ham muốn ấy? Đức Phật đã không chơi trò chơi trí thức. Ngài cũng không đọc hay bàn luận kinh điển. Ngài thực nghiệm như một khoa học gia. Cái gì đang xảy ra ở sâu tận bên trong? Một mong ước nhỏ bé xuất hiện. Quý vị bắt đầu thích nó. Rất nhanh, mong ước ấy trở thành ham muốn. Một mong ước nhỏ bé muốn loại trừ một điều gì đó biến thành sự ghét bỏ. Ồ, tan hà. Ngôn ngữ thuở ấy gọi sự thèm khát là tan hà. Tanha paccaya upadanang. Ham muốn biến thành ràng buộc. Những mong ước nhỏ bé biến thành ham muốn. Ham muốn biến thành ràng buộc. Ngay đến những mong ước nhỏ bé này, tại sao thế? Nguyên nhân là gì? Vấn đề trở nên rõ ràng. Ngài đã chứng nghiệm nó. Vedana paccaya tanha. Những cảm giác này trên cơ thể. Khi quý vị cảm nhận được cảm giác trên cơ thể, và cảm giác ấy là dễ chịu, quý vị bắt đầu thích những cảm giác ấy. Rồi cái thích sẽ mau chóng biến thành ham muốn, ràng buộc. Khi quý vị cảm thấy cảm giác khó chịu, rất mau chóng cảm giác khó chịu biến thành ghét bỏ, giận dữ. Quý vị muốn trừ khử nó. Quý vị mong muốn trừ khử nó. Ồ, chính các cảm giác ấy. Vedana paccaya tanha. Paccaya có nghĩa là nguyên nhân. Vedana có nghĩa là cảm giác. Cảm giác là nguyên nhân của sự ham muốn, rồi ham muốn này biến thành ràng buộc. Tại sao có những cảm giác này? Nguyên nhân là gì? Ngài đã thực nghiệm, tìm tòi những gì đã xảy ra. Passapaccaya vedana. Có sự xúc chạm. Và ngay khi có sự xúc chạm, chắc chắn có một cảm giác trên cơ thể. Sự xúc chạm giữa cái gì với cái gì? Sáu cửa giác quan này, mắt, xúc chạm giữa mắt với hình dáng, hình thể, màu sắc, ánh sáng nào đó, đối tượng của mắt. Khi có sự xúc chạm, chắc chắn có cảm giác. Đối tượng của cửa thính giác. Khi âm thanh tiếp xúc với cửa thính giác, chắc chắn có cảm giác. Cửa khứu giác. Mùi vị tiếp xúc với mũi chắc chắn đem lại cảm giác. Cửa vị giác. Hương vị tiếp xúc với cửa này chắc chắn đem lại cảm giác. Cửa xúc giác. Xúc chạm với cái gì cụ thể chắc chắn có cảm giác. Và cửa tâm ý. Bất cứ tư tưởng nào, bất cứ xúc cảm nào chắc chắn có cảm giác trên thân thể. Ồ, xúc chạm.
Tại sao có xúc chạm? Rất đơn giản. Sarayatan paccaya passa. Vì sáu giác quan nên có xúc chạm. Phát xa có nghĩa là xúc chạm. Salayatana có nghĩa là sáu cửa giác quan này. Một khi người ta còn có sáu giác quan này, chắc chắn nếu không có xúc chạm này thì có xúc chạm khác. Nếu không qua cửa giác quan này thì qua cửa giác quan khác, với đối tượng tương ứng riêng của chúng. Toàn thể thế giới này có đầy rẫy các đối tượng tương ứng. Như vậy, có xúc chạm vì chúng ta có sáu cửa giác quan cùng với những đối tượng tương ứng. Tại sao lại có sáu giác quan này? Nguyên nhân của nó là gì? Rất rõ ràng. Nam rupa paccaya salayatanam. Vì cơ cấu thân và tâm nên có sáu giác quan. Nama có nghĩa là cơ cấu tinh thần. Rupa có nghĩa là cơ cấu thể xác. Tổng hợp của cả hai cơ cấu này, ngay khi sự tổng hợp này bắt đầu, có nghĩa là dòng chảy của sự sống bắt đầu, sự liên tục của sự sống này bắt đầu. Nó bắt đầu bằng sáu cửa giác quan này. Tại sao sự sống của thân và tâm bắt đầu như thế? Điều này rõ ràng lắm. Vinyana paccaya nama rupam. Bởi vì luồng tâm thức này luôn luôn hiện hữu. Ngay khi một kiếp sống chấm dứt, luồng tâm thức này tiếp xúc với một sự sống khác và nảy sinh ở một chỗ nào khác. Nó cứ tiếp tục nảy sinh, diệt đi, nảy sinh, diệt đi. Vào lúc chết, nó diệt đi, rồi nó lại khởi lên một chỗ nào khác, trong một kiếp sống khác, một cơ thể khác, và bắt đầu trôi chảy theo cùng một kiểu cách. Vinyana paccaya nama rupam. Tại sao lại có vinyana này? Nguyên nhân của nó là gì? Thật quá rõ. Sankhara paccaya vinyana. Bởi vì các hoạt động có chủ ý của tâm đã diễn ra, tất cả các hoạt động có chủ ý của tâm này chịu trách nhiệm cho thức khởi lên trong khoảnh khắc kế tiếp. Vào khoảnh khắc này tôi khởi lên một sankhara. Quý vị sẽ được nghe đi nghe lại chữ này. Sankhara là hoạt động có chủ ý của tâm. Khi quý vị tạo ra một sankhara, vào khoảnh khắc kế tiếp sẽ có thức nảy sinh. Quý vị tạo ra sankhara, vào khoảnh khắc kế tiếp sẽ có thức nảy sinh. Vào lúc chết, một sankhara nằm rất sâu, như vết khắc sâu bằng rồi đục và búa trên đá. Sankhara này sẽ trồi lên trên bề mặt, tạo ra một sức đẩy mạnh và thức nảy sinh ở một chỗ nào khác. Như thế, luồng tâm thức ấy tiếp tục là do sankhara này. Tại sao lại có sankhara này? Thật rõ ràng. Avijja paccaya sankhara. Vì vô minh nên có hoạt động, có chủ ý của tâm. Ô, vô minh, vô minh. Mọi người tạo ra sankhara chỉ vì vô minh. Vô minh nào? Vô minh không phải vì người ta không đi học trung học hay đại học. Vô minh không phải vì người ta không đọc kinh điển. Vô minh không phải vì người ta không nghe thuyết pháp. Không phải vậy. Vô minh ở mức độ thực nghiệm. Người ta không biết khổ đau này sinh sâu tận bên trong như thế nào, có cảm giác khắp nơi như thế nào, và với các cảm giác dễ chịu, người ta phản ứng bằng sankhara ham muốn ra sao. Với cảm giác khó chịu, người ta không ngừng phản ứng bằng sankhara ghét bỏ như thế nào. Toàn thể tiến trình này tiếp diễn sâu tận bên trong, và ở ngoài mặt người ta không hay biết gì về những gì đang xảy ra. Tiến trình gia tăng gấp bội này tạo ra khổ đau, gia tăng gấp bội khổ đau, tạo ra khổ đau, tạo ra sankhara, gia tăng gấp bội sankhara. Ồ, chỉ vì vô minh, vô minh. Toàn thể vòng nhân duyên sinh đã trở nên rất rõ ràng. Từng mắt xích đã rất rõ ràng. Avijja paccaya sankhara. Vì vô minh, người ta tạo ra sankhara. Sankhara paccaya vinyana. Vì sankhara nên có vinyana. Vinyana paccaya nama rupam. Vì có thức, kiếp sống mới của thân và tâm bắt đầu hiện hữu. Nama rupa paccaya sarayatanam. Với sự hiện hữu của thân và tâm này, sáu giác quan sanh khởi. Sarayatan paccaya passa. Vì sáu giác quan ấy nên có xúc chạm. Passa paccaya vedana. Vì có xúc chạm
nên có cảm giác. Và Vedana paccaya tanha, vì có cảm giác nên có ham muốn. Vedana paccaya tanha, tanha paccaya upadana. Ham muốn biến thành bám víu, thành ràng buộc sâu đậm. Upadan paccaya bhava. Vì sự ràng buộc sâu đậm vào ham muốn này, tiến trình bhava khởi đầu. Bhava có nghĩa là dòng chảy của sự sống. Dòng sự sống tiếp tục trôi chảy, nó tập hợp đủ năng lực. Mỗi khi cuộc sống chấm dứt, bhava này, sankhara nằm rất sâu được gọi là bhava sankhara. Bhava này chịu trách nhiệm tạo nên một cuộc sống mới. Tiến trình trở thành cứ thế tiếp tục. Vào lúc chết, nó không ngừng lại, nó tiếp tục. Bhav paccaya jati. Và bởi vì tiến trình trở thành này mà ngay cả sau khi chết, một kiếp sống mới, jati, lại bắt đầu. Một lần nữa một kiếp sống lại đến, lại một lần tái sanh. Và khi có tái sanh, thì jati paccaya chara maranam shok parideva dukkha domanasupayasa sambhavanti. Vì có sanh nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não có mặt. Bất cứ khi nào kiếp sống bắt đầu, người ta phải trải qua tất cả những khổ đau này. Khổ vì tuổi già, khổ vì bệnh, khổ vì chết, khổ vì điều mong muốn không đạt được, và khổ vì gặp điều bất như ý. Vì sự tái sanh đã bắt đầu, người ta phải trải qua đủ loại khổ đau của tinh thần và thể xác này. Điều này đã trở nên rất rõ ràng. Toàn thể tiến trình đã trở nên rất rõ ràng. Tiến trình trở thành này có thể trở nên rõ ràng cho bất kỳ ai tu tập sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Sau khi đã hết vô minh và hiểu rõ sự thật, hiểu rõ ở mức độ thực nghiệm, bây giờ tiến trình ấy trở nên rõ ràng. Tiến trình khổ đau này bắt đầu như thế nào? Làm sao nó tiếp tục sinh sôi nảy nở? Làm sao diệt trừ được tiến trình này? Làm sao thoát ra khỏi tiến trình này? Làm sao cắt đứt chuỗi dây xích này, những mắt xích này, chuỗi dây xích đầy những mắt xích này? Mắt xích nào phải được cắt bỏ? Chuỗi dây xích này phải được cắt đứt ở đâu? Một kiếp sống đã bắt đầu với Nama và Rupa, với tâm và thân. Dòng chảy của sự sống đã bắt đầu. Cần phải làm gì? Tự tử ư? Từ từ có giải quyết được chuyện gì không? Ồ không, từ từ chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Người ta không thoát khỏi đau khổ bằng cách này. Khi người ta tự tử, chủ ý của tâm vào lúc ấy như thế nào? Tâm trạng của nó ra sao? Đầy những khổ đau. Tâm cuối cùng của kiếp sống như vậy đầy những khổ đau. Nó sẽ không tạo ra gì khác ngoài một kiếp sống mới đầy ắp những khổ đau. Tâm kế tiếp đầy ắp khổ đau vì nó là sản phẩm của tâm cuối cùng của kiếp này. Tự tử không giải quyết được chuyện gì cả. Người ta không thể thoát ra khổ đau bằng cách tự tử. Rồi khi có Nama và Rupa, với tâm và thân, dòng sống đang trôi chảy. Còn sáu giác quan thì sao? Tốt hơn là nên để tôi hủy diệt chúng. Cặp mắt, đôi tai, mũi, lưỡi, được đấy. Và rồi hủy diệt thân này, rồi tâm này. Một lần nữa, đó là tự tử. Làm sao mà hủy diệt chúng được? Rồi đến tất cả những đối tượng tương ứng với các giác quan trên cõi đời này, người ta phải hủy diệt chúng đi. Điều này không thể được. Làm sao quý vị có thể hủy diệt hết các thứ đó được? Khi có sáu cửa giác quan ở đấy, và có các đối tượng tương ứng ấy, sự xúc chạm chắc chắn sẽ phát sinh. Quý vị không thể chạy trốn được sự xúc chạm đó. Và khi sự xúc chạm phát xa có ở đó, cảm tưởng, cảm giác, Vedana chắc chắn phải có ở đó. Quý vị không thể hủy bỏ nó được. Chính nơi có cảm giác này là nơi trí tuệ phát sinh. Đây là nơi người ta có thể dùng búa chặt đứt mắt xích nối. Nếu ta còn sống, chắc chắn Vedana còn đến. Các sự vật tiếp tục xúc chạm với giác quan này hay giác quan khác. Từng khoảnh khắc, thân và tâm không ngừng xúc chạm. Và ở đó có cảm giác. Với cảm giác ấy, bởi vì vô minh, vì avijja, với cảm giác, tanha nảy sinh, ham muốn nảy sinh,
ghét bỏ nảy sinh. Bây giờ ta phải thay đổi toàn thể tiến trình này. Cảm giác sẽ có ở đó, nhưng với cảm giác, trí tuệ sẽ nảy sinh. Sự thật, đặc tính, cảm giác này là gì? Nó không đời đời vĩnh cửu, nó không tồn tại mãi mãi. Nó nảy sinh để rồi diệt đi. Hãy để tôi xem cảm giác ấy kéo dài được bao lâu. Phải, nó nảy sinh, nó diệt đi. Nó nảy sinh, nó diệt đi. Cảm giác có khó chịu đến đâu đi nữa, chắc chắn rồi nó sẽ diệt đi. Cảm giác có dễ chịu đến thế nào đi nữa, chắc chắn rồi nó sẽ diệt đi. Phản ứng chẳng có lợi gì cả. Phản ứng lại những cái gì mà bản tánh của nó là diệt đi thì có ích gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Không đáp ứng được mục đích nào cả. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Càng ngày càng trở nên rõ ràng là đến giai đoạn khi cảm thấy cảm giác và ta không phản ứng lại các cảm giác này, ta sẽ thay đổi toàn thể tiến trình gia tăng khổ đau. Tiến trình giải thoát bắt đầu. Đức Phật khám phá ra rằng cảm giác là một giao điểm quan trọng nơi tẽ ra hai con đường. Ngài nói, một con đường là Dukkha Samudaya Gamini Patipada, con đường đầy khổ đau. Quý vị tạo ra khổ đau. Quý vị cứ tiếp tục tạo ra khổ đau. Vì với mỗi cảm giác, quý vị cứ tiếp tục phản ứng. Trong từng khoảnh khắc, quý vị cảm thấy cảm giác. Và cũng trong từng khoảnh khắc, quý vị phản ứng lại. Như thế, đó là tiến trình gia tăng khổ đau, gia tăng khổ đau. Nhưng cũng chính tại điểm giao tiếp này, chính cảm giác trên thân ở điểm này có thể đưa quý vị đến con đường giải thoát. Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Tất cả khổ đau sẽ bị diệt trừ bởi vì giờ đây, khi cảm thấy một cảm giác, quý vị không phản ứng lại. Quý vị chỉ hiểu rằng, Anicca, Anicca, ồ vô thường, vô thường. Đây là điều quý vị đã bắt đầu thực hiện. Điều quan trọng đầu tiên là quý vị ý thức được các cảm giác. Và khi quý vị ý thức được các cảm giác, đừng phản ứng. Mỗi cảm giác một sẽ biến thành Panya, có nghĩa là Vichcha. Vedana Paccaya Panya. Mỗi một cảm giác phải đem lại trí tuệ. Mỗi cảm giác không nên đem lại Tanha, ham muốn và ghét bỏ. Đây là con đường đưa đến giải thoát mà quý vị đã chọn. Đi sâu hơn vào mức độ cảm giác và không phản ứng. Ở đây là nơi toàn thể dây xích bị cắt đứt. Quý vị thấy rằng toàn thể dây xích bị cắt đứt vì bây giờ không còn avicca, vô minh nữa. Jati paccaya chara maranam shok parideva dukkha domanasupayasa sambhavanti chesha viraga nirodha. Khi vô minh bị diệt trừ hoàn toàn thì Sankhara Nirodha. Không còn Sankhara nữa. Không có Sankhara nào được sanh ra. Sankhara Nirodha Vinyana Nirodha. Vì Sankhara diệt nên thức diệt. Không còn Vinyana nữa. Dòng tâm thức ngưng lại. Vinyana Nirodha Namarupa Nirodha. Vì thức diệt nên cơ cấu thân tâm diệt. Không còn luồng tâm thức và vật thể luân chuyển nữa. Nam rupa nirodha sarayatan nirodha. Vì cơ cấu thân tâm diệt nên sáu giác quan diệt, không còn sáu giác quan nữa. Sarayatan nirodha phassa nirodha. Vì sáu giác quan diệt nên xúc diệt, không còn xúc chạm nữa. Phassa nirodha vedana nirodha. Vì xúc diệt nên cảm giác diệt, không còn cảm giác nữa. Và vedana nirodha tanha nirodha. Vì cảm giác diệt nên thèm khát diệt, không còn thèm khát nữa. Tanha nirodha upadan nirodha. Vì thèm khát diệt nên ràng buộc diệt, không còn ràng buộc nữa. Upadan nirodha bhav nirodha. Vì ràng buộc diệt nên hết trở thành, không còn tiến trình trở thành, trở thành, trở thành. Bhav nirodha jati nirodha. Vì trở thành diệt nên sanh cũng diệt, không còn sự sanh ra đời nữa. Jati nirodha jara maranam shok parideva dukkha domanasupayasa niruddhanti. Vì sanh diệt nên già chết sầu bi khổ ưu não diệt,
tất cả các khổ đau nối gót tự động ra đi. Tất cả những điều này thật dễ hiểu. Ta có thể chấp nhận chúng ở mức độ lý trí, nhưng sự chấp nhận ấy chẳng giúp được gì cả. Ta phải thực hành, ta phải đi sâu tận nơi có cảm giác và không phản ứng lại. Có các cảm giác và quý vị không phản ứng lại. Chỉ chấp nhận điều này ở tầng lớp lý thuyết chẳng giúp được gì. Có thể có người không tin vào kiếp quá khứ hay kiếp tương lai. Không thành vấn đề, điều này không quan trọng. Không cần thiết là quý vị phải chấp nhận rằng có kiếp quá khứ hay kiếp tương lai trước đã. Rồi chỉ từ đó phương pháp thiền mới có thể giúp ích cho quý vị. Người ta phải chấp nhận kiếp sống hiện tại. Kiếp sống ấy ở ngay đây. Và quý vị đang tạo ra khổ đau cho chính mình trong từng khoảnh khắc. Quý vị tạo ra sankhara trong từng khoảnh khắc. Và mỗi sankhara là một khổ đau cho quý vị. Quý vị cứ tiếp tục tạo ra sankhara ấy, tiếp tục sinh ra sankhara ấy, làm cho nó sâu đậm thêm, sâu như đường khắc trên đá bằng dùi đục và búa, rất sâu. Khổ đau càng nhiều, khổ đau càng sâu đậm. Ít ra là quý vị bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau ấy. Quý vị đã bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau hiện tại, luật tự nhiên là thế. Nếu quý vị ngừng tạo ra sankhara mới khi cảm nhận, cảm giác trên cơ thể, các sankhara cũ sẽ bắt đầu trồi lên trên bề mặt. Tất cả các sankhara tích lũy trong quá khứ nằm tận bên dưới, chứa sâu trong kho, sẽ bắt đầu trồi lên. Khi các sankhara ấy trồi lên, chúng trồi lên với cảm giác này hay cảm giác kia. Và khi chúng trồi lên một lần nữa, quý vị vẫn giữ được sự bình tâm, quý vị không phản ứng. Các sankhara ấy mất hết sức mạnh, chúng yếu dần và diệt đi. Một tảng sankhara khác sẽ tới, với cảm giác này hay cảm giác kia. Một lần nữa, quý vị vẫn giữ được sự bình tâm. Theo cách này, những sankhara cũ sẽ bị diệt trừ. Một khi quý vị ngưng tạo ra các sankhara mới, những sankhara cũ sẽ tự động bị diệt trừ dần dần. Quý vị càng bình tâm nhiều chừng nào, các sankhara ấy trồi lên trên bề mặt, chúng bị diệt trừ nhiều chừng ấy. Chúng trồi lên trên bề mặt, chúng bị diệt trừ nhiều chừng ấy. Đây là ý nghĩa của câu Anicca vata sankhara. Thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe những lời này của Đức Phật. Anicca vata sankhara. Mỗi sankhara là anicca như thế, nảy sinh, diệt đi. Padavaya dhammino. Khởi lên và diệt đi. Sinh và diệt là bản tính của nó. Padavaya dhammino. Nó diệt đi, nhưng nó lại nảy sinh. Nó gia tăng và lại nảy sinh. Nhưng nếu quý vị ý thức được cảm giác của mình và không phản ứng lại các cảm giác ấy, thì upacitva niruchanti, chúng bị diệt trừ. Chúng trồi lên trên bề mặt và bị diệt trừ, bị diệt trừ. Và càng được diệt trừ nhiều chừng nào, quý vị bắt đầu hưởng được giải thoát, sự an lạc của giải thoát, niềm hạnh phúc của giải thoát nhiều chừng ấy. Bởi vì nhiều chừng ấy khổ đau đã mất đi. Đấy là toàn thể tiến trình, và đây là sự giác ngộ của Đức Phật. Ngài đã tìm thấy nguyên nhân thực sự của khổ đau, và Ngài đã tìm ra cách diệt trừ nguyên nhân này ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Những lời đầu tiên khi Ngài trở nên hoàn toàn giác ngộ, những lời đầu tiên ấy tuyệt diệu vô cùng. Mỗi lời của Đức Phật đều tuyệt diệu, nhưng những lời đầu tiên ấy, những lời đầu tiên của Đức Phật khi Ngài giác ngộ là gì? Trong 10 ngày này, quý vị sẽ nghe những lời này mỗi ngày ít nhất 3 lần. Anek jati sansaran sandavisang yanimbisang gakarakangave santu dukkha jati punapuna gakarakadittosi punenge hanganekasi sabbate pasuka bhagga gakutang visankhitang visankhara gatang chittang tanihanang khayamajjaga aneka jati sansara. Bây giờ đã vào đêm, đêm trăng tròn tháng Vesaka và khoảng tháng năm dương lịch. Khi ngồi dưới gốc cây, Ngài quan sát sự thật bên trong.
Khi ngài đi sâu dần, thanh lọc tâm, thanh lọc tâm, một số các khả năng của tâm tăng trưởng. Một khả năng nhớ lại quá khứ. Khoảng quá nửa đêm, khả năng nhớ lại quá khứ này khởi lên. Ngài bắt đầu nhớ lại, không những kiếp này, mà còn nhớ kiếp quá khứ trước nữa, nhớ 10 kiếp trước của mình. Và cứ thế, ngài tiếp tục nhìn lại kiếp quá khứ của mình, vô lượng kiếp quá khứ. Và rồi ngài nói, Aneka jati sansara. Trong dòng đời luân chuyển này, ta đã sanh tử biết bao nhiêu lần. Hết lần sanh tử này đến lần sanh tử khác. Vô lượng lần sanh tử. Aneka có nghĩa là vô lượng, không phải một, mà nhiều vô lượng. Aneka jati sansara. Sandhavishan. Và mỗi lần ta sanh ra, ta không ngừng chạy, chạy mãi. Anibisan, không ngưng nghỉ, không ngừng. Ai sanh ra đều không ngừng chạy, chạy mãi hướng đến cái chết. Ngay khi chào đời, quý vị bắt đầu chạy, chạy, chạy đến cái chết của mình. Quý vị không thể chờ được, dù chỉ một giây. Giờ hãy để cho tôi chờ, tôi sẽ không đi đến cái chết đâu. Quý vị không thể chờ. Quý vị chạy, chạy, chạy không ngưng nghỉ đến cái chết mà không thành tựu được gì, không đạt được gì. Rồi trong một số kiếp, ngài gặp một số bậc hiền triết nói rằng có thể thoát khỏi tình trạng này, tất cả những vòng sanh tử và khổ đau, nếu ta có thể chứng kiến được tận mắt người sáng tạo vĩ đại. Nên đã nhiều kiếp, ngài đã tiếp tục tìm kiếm người sáng tạo này. Người ấy là người thợ xây cất căn nhà này. Căn nhà nào? Mỗi lần ta chết đi, một căn nhà khác đã có sẵn đấy. Mỗi lần ta chết đi, một căn nhà khác đã có sẵn đấy. Gahakarakan. Ai tạo ra căn nhà này? Gahakarakan gavi santu. Trong khi tìm kẻ xây căn nhà này, dukkha jati punapuna. Hết lần này đến lần khác, ta đã sanh tử biết bao nhiêu lần, đầy ắp khổ đau, đầy ắp khổ đau. Ở cảnh giới này hay cảnh giới kia đều có khổ đau, chỗ nào cũng có khổ đau. Ngay cả cảnh giới cao nhất, các cảnh giới phạm thiên, cảnh giới Brahma, khổ vì già chết vẫn còn đó. Người ta không thể hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Ôi người thợ xây căn nhà này, bây giờ ta đã thấy được ngươi. Ngươi không thể xây căn nhà nào cho ta nữa. Làm sao người ta có thể xây nhà được? Phải có vật liệu xây cất, gỗ thép, xi măng hay vôi hồ mới xây được. Ta đã phá hủy hết cả. Ta đã phá hủy tất cả các vật liệu xây cất. Ngươi không thể xây căn nhà nào cho ta được nữa. Những vật liệu xây cất đó là gì? Là vi sankhara gatang chittang. Tâm của ta bây giờ không còn sankhara nào nữa. Tất cả những sankhara chịu trách nhiệm cho việc tái sanh đều bị tiêu diệt. Vi sankhara gatang chittang tanaha nang khayamajjaga. Và lòng ham muốn đã bị nhổ tận gốc rễ. Không còn một mảy may ham muốn nào, cho nên không có sankhara mới nữa. Các sankhara cũ tất cả đều bị diệt trừ. Bây giờ ta không thể tạo ra được sankhara mới nào nữa. Đây là giai đoạn giải thoát hoàn toàn. Bất cứ người nào, ai ai cũng có thể đạt tới giai đoạn này, nhưng ai cũng phải tu tập. Ai cũng phải tu tập. Người ta không thể đạt đến giai đoạn này chỉ vì lòng ham muốn hay vì cầu nguyện suông. Chẳng phải là nhờ một phép lạ nào đó mà người ta được giải thoát. Ai cũng phải tu tập. Mỗi người đều phải làm việc, và làm việc nghiêm chỉnh. 10 ngày này quý vị sẽ học được phương pháp thiền chỉ dạy cho quý vị cách tu tập, cách đi sâu vào nội tâm nơi quý vị suốt ngày đêm không ngừng tạo ra sankhara. Suốt ngày đêm có sankhara ham muốn, ghét bỏ, ham muốn, ghét bỏ. Nếu không bắt đầu cảm nhận được cảm giác, làm sao quý vị có thể sửa đổi được khuôn mẫu thói quen này? Vào thời Đức Phật còn tại thế, trước thời của Đức Phật và sau thời của Đức Phật, đã có nhiều phương pháp thiền. Nhưng điều sau đây là sự đóng góp của Đức Phật.
Sự khám phá của Đức Phật là quý vị không thể thoát khỏi khổ đau. Toàn thể tiến trình của khổ đau vẫn tồn tại, trừ phi quý vị tới được chỗ Sankara nảy sinh, tới được chỗ ham muốn nảy sinh, chúng nảy sinh ở mức độ cảm giác. Quý vị có thể gọi đó là Vipassana, quý vị có thể gọi bằng bất cứ tên gì. Bất cứ phương pháp thiền nào sử dụng cảm giác chân thân và dạy ta duy trì sự bình tâm đối với các cảm giác chân thân là phương pháp thiền giải thoát. Ta may mắn gặp được phương pháp thiền như thế này, và ta cũng rất may mắn có được cảm hứng để tu tập phương pháp thiền này, để bước đi trên con đường giải thoát này. Dĩ nhiên đó là con đường dài. Dù có dài bao nhiêu đi nữa, con đường dài nhất, cho dù dài vạn dặm, cũng bắt đầu bằng bước đi thứ nhất. Quý vị đã bắt đầu đặt bước đi thứ nhất. Những ai không đặt bước đầu tiên trên con đường đúng đắn, chúng ta không thể mong họ sẽ đi đến đích cuối cùng. Những ai đã đặt bước đầu tiên, họ có thể đặt được bước thứ hai, thứ ba, từng bước một, từng bước một. Họ chắc chắn sẽ đi đến đích cuối cùng. Hãy tận dụng 5 ngày còn lại này, hãy học cách bước đi trên con đường giải thoát. Càng bước được nhiều trên con đường giải thoát chừng nào, quý vị càng thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm nhiều chừng ấy. Các bất tịnh trồi lên trên bề mặt càng bị diệt trừ nhiều chừng ấy. Chẳng hạn quý vị đang đội gánh nặng 100 tấn trên đầu. Nếu quý vị vứt đi chỉ 1 tấn thôi, tốt, quý vị chỉ còn 99 tấn. Quý vị đã bớt đi được 1 tấn. Quý vị chút bỏ 10 tấn và cứ thế 20 tấn, 50 tấn, 90 tấn, biết đâu được. Hãy chút bỏ càng nhiều càng tốt, và quý vị sẽ về nhà nhẹ nhõm hơn. Điều quan trọng nhất là học cách thiền, học cách chút bỏ gánh nặng trên đầu, học cách thoát khỏi khổ đau này và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống an lạc hơn, hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn. Hãy tận dụng 5 ngày còn lại này. Chúc quý vị củng cố vững chắc vào phương pháp thiền huyền diệu này. Chúc quý vị củng cố vững chắc vào tâm ma huyền diệu này, vì sự tốt lành cho chính mình, vì lợi ích của chính mình, vì sự giải thoát của chính mình, giải thoát khỏi những ràng buộc, những gông cùm, những xiềng xích sankara, để hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. An lạc thực sự đến với tất cả quý vị, hòa hợp thực sự đến với tất cả quý vị, hạnh phúc thực sự đến với tất cả quý vị. Bây giờ quý vị hãy nghỉ khoảng 5 phút rồi bắt đầu trở lại. Hãy đi nghỉ khoảng 5 phút.